chào quý vị, hôm nay là Bằng sẽ đưa quý vị đi Southwest Plaza quý vị. Đây là một trong những cái trung tâm thương mại rất là nổi tiếng của Nam California. Chỗ này là có rất là nhiều đồ thời trang, những cái thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới luôn quý vị. Bình thường thì Bằng ít khi đến đây đúng không nha? Quý vị ở đây đồ đắt đỏ lắm quý vị. Đây là cái cây thông nó làm từ cây trạng nguyên quý vị, nhìn đẹp ha. Bé Grace đang đứng với mẹ chụp hình. Hello Grace. Hi. Cái này là cây gì? Cái này cây gì con? Cây chiêu chi. Đúng rồi, cây trạng nguyên. Kỳ mình đi xuống Flower Field á, thấy quá trời luôn nhá. Store quý vị. Ở Nam Cali có vậy, có hàng Apple Store thôi. Yeah. Lúc nào cũng đông hết. Wow, bé Ân chắc thích cái này lắm nha. Cái này mỗi năm họ trang trí có một lần rồi quý vị. Một năm thì Bằng tới Southwest chỉ vài lần thôi vì hầu như là chỉ đến vì những cái sự kiện này nè. Wow, đẹp quá. Hey. Mày nhìn thấy không? Đó, họ trang trí xuống trên luôn á. Tức là mình đứng ở trên những cái tầng trên mình vẫn nhìn thấy được luôn nha quý vị. Bây giờ đi đến gần hơn nha. Sorry. Có xe lửa chạy không? Xe lửa chạy hả? Cũng có mà. Con đang đợi xe lửa hả? Con thích thấy present à, thấy present. Present là gì? Ờ hả? Đâu? Thấy Santa. Oh, Santa. Đâu mới Santa Claus. Trên kìa. Wow. Nhìn quá vĩ đại luôn. Ô, xe lửa nè. Xe lửa. Xe lửa nè. À hả? Ô, trên chiếc nữa. Ở dưới chiếc, trên chiếc. Ở đâu con? Ăn thấy gì vậy? Con thấy bà. Nó là grandma, hỏi grandpa hay grandma, nó nói là grandma. Hỏi grandpa. Đó. Great. Ở xa xa kia vẫn còn nhiều cái trang trí đẹp lắm quý vị. Tí nữa Bằng sẽ dẫn quý vị qua đó xem luôn. Đây là ở dưới đất quý vị. Còn lên trên 2 tầng nữa. Quý vị nhìn thấy trên đó. Tí nữa Bằng sẽ đi lên trên đó. Có Grace đang đi qua chơi với bạn. Đứng đây coi xe lửa chạy đi. Wow, họ làm cái nhà nhìn đẹp quá ha. Quá đẹp luôn. Ê, xe lửa kìa. Bạn sẽ đi theo cái xe lửa cho quý vị coi nè.
nữa nè. Rồi giờ nó chui vô hầm rồi. Rồi nó chui vô hầm. Đây họ để cái bảng là Santa Claus ở phía trước các vị. Ông già Noel nói trước vậy. Wow, đi ngang Starbucks thơm quá ha. Nghe mùi cà phê Starbucks rất thơm quý vị. Đây, Starbucks này. Mua phí mới được vô. Chụp hình cho ông già đi. Thôi mình đứng ở ngoài mình xem cũng được rồi. Đó. À hả? Ô được mặc đồ này anh luôn á. Không biết xa quá mọi người có thấy được không? Nếu mà đứng ngoài mình nhìn được rồi ha. À nè, chụp xong rồi lấy hình nè. À mình vô đó mình chụp hình xong rồi có hình là luôn, rửa hình ra luôn. Chắc mình rửa hình phải trả phí thêm nữa. Cái này là Macy á. Macy đang bán đồ Noel. Giảm 50%. Chắc sắp tới rồi. Quá trời đồ trang trí Noel luôn quý vị. Tại vì Bằng vẫn còn đang ở nhà thuê quý vị, nên là Bằng không có trang trí gì nhiều hết. Chỉ mua có mấy cái này về treo. Nhưng mà mua rồi, còn mua ở 99 cent, nó rẻ lắm, có 99 cent cái. Còn vô Macy thì đương nhiên nó sẽ mắc quý vị. Cái ông già Noel này 92 đồng nè. Hình như cái này nó có thể phát nhạc được á. Cái này 52 đồng. Này nhỏ hơn. Nhìn không đẹp ha. Nhìn không được đẹp. Cái đôi vớ thường là bằng thấy người Mỹ họ hay treo cái này trước cửa nhà, không biết để làm gì, nhưng mà thấy họ treo, cái văn hóa của họ mình cũng không rõ nữa, nhưng mà họ treo cái này trước cửa nhà để giống như biết là Noel vậy. Christmas à. Mấy cái này giảm 75%. Bức tượng người Mỹ họ thích mua mấy này lắm nghe quý vị, họ mua vì họ để đầy nhà hết quá. Cái này là lễ lớn của họ mà. Cây Noel. Ồ ồ. Đẹp ha. Có treo quá trời ở trên. Đi qua mà mi nè con. Đang mua, anh hái từ trên cây xuống luôn. Anh này bán có giá cho nó luôn. Ở này. Cái này treo đây nè, có giá luôn. Nên là anh là anh lấy xuống ra, anh mua luôn. Có giá sẵn luôn. Thì có giá sẵn luôn, em thích thì bưng luôn. Ở trên là hết, anh đó anh mua đó. Anh lấy hái quá trời luôn. Con chó, nhưng mà đâu có đẹp đâu con. Đi ra giờ kia đi. Chắc mình qua bên khu kia. Thôi bây giờ lên lầu chứ. Mình lên tầng 2 ha. Đi, Grace. Đi con. Ok, bây giờ đưa quý vị lên tầng 2 của cái khu này. Ở Sacred Plaza họ có hai khu nha quý vị. Bằng đang đi khu bên đây là bán đồ nội thất nha, chứ không phải là khu bán đồ thời trang. Khu đồ thời trang nằm bên kia kìa. Tí xíu mình đi cái cầu vượt mình qua, băng ngang qua đường mới tới khu bán đồ thời trang. Ở đây là chỉ bán đồ nội thất thôi nên quý vị thấy không. Ở đây họ bán những cái đồ mà để trang trí trong nhà.
Yeah, bây giờ là bạn đang ở tầng 2 của cái khu Saucot Plaza đấy quý vị. Ở trên đây thì có một số cái thương hiệu thời trang rồi quý vị. Đây. Cho em với Ân với em chạy vô đi có chiếc tàu kìa. Rồi chẳng thích lắm ạ. Bé Ray đã vô trong xe rồi quý vị ơi. Hình như là bé Ray nó chưa thấy ba nó. Grace. Hello Grace. Hello. Con nhìn đâu vậy Grace? Chưa có chịu ngồi yên một chỗ đâu. Đi kìa. Nó hai chị em nó ngồi chung đó. Nhưng mà tại chay nó chưa ngồi yên. Đi mấy vòng? Không biết luôn, $2. $2. Rẻ đâu. Rẻ nó là cho nó chơi. Đó, hai chị em nó lớn, bởi vậy thì dễ ngồi. Nó chào mấy con gấu à. Rồi thấy con gấu nào nó cũng chào kìa, coi nè. Thấy con gấu nó chào á. Hello Grace. Vui không? Thích. Ở vậy hả? Như cái bức thư hả? Thư của ông dành em. $17 một người hả? Là chắc nó tặng cái tấm hình đó, hay là hình mình phải rửa riêng? Chắc có tấm hình. Chắc có tấm hình. Mắc quá. Mắc quá ai dám đi. Chắc phải cho tấm hình đem còn về làm kỷ niệm. Cái này là nó đã bé mà sẵn rồi. Nhìn kìa. 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi rồi mà. Lớn rồi. Tự biết, tự thích cái gì nó biết á. Chắc 3 vòng quá, này vòng thứ 3 nè. Tuổi này tò mò, không biết nào rồi. Làm cái gì mắc kia con? Sao buồn nha. Chắc còn cho Ray Russell lên nữa. Chắc hồi nãy nó đi nó đụng mấy cái tuyết ở trong cái gì đó. Nó dính vô tài nó rồi á. Đây chị nào chị ngồi im được chưa? Anh nghĩ chắc Kim Tuyến rớt vô mắt nó rồi, nó dụi mắt rồi, thấy không? Mấy cái này của Kim Tuyến á. Mấy cái đồ trang trí trong Macy này, Kim Tuyến nhiều. Ok, bé Ray đã hoàn thành cái chuyến tàu của ông già Noel. Đây là cái cầu vượt quý vị. Để băng qua phía bên kia của cái Saucot Plaza. Nó có hai khu quý vị, cách nhau bởi một con đường nè. Mình quay cho vị coi. Dưới là cái đường ở phía trước đó là cái freeway 405 quý vị. Bạn không nhớ cái đường này tên là đường gì nữa ta. Đường này tên gì quên mất rồi ha. Đây. Nó hai khu. Đây sau lưng mình là một khu nè. Bây giờ mình sẽ qua bên đây. Khu đây là bán thời trang thôi quý vị, hoặc là quần áo không à. Ở khu sau lưng của mình hồi nãy mà mình đi á là nó bán đồ nội thất trong nhà.
con đi với mami đi ba quay phim nha. Trời ơi quá trời xe ở dưới luôn kìa. Đây quý vị nhìn thấy cái Macy. Còn bên đây là Nọc Trump. Bằng đã đi qua bên cái khu bán đồ thời trang của South Park Plaza nữa quý vị. Khu này lớn hơn bên kia nhiều lắm. Ồ, có một ban nhạc ở đây nè. Khu này là bán đồ thời trang nổi tiếng không à? Yeah, đắt đỏ quý vị. Nếu mức thu nhập của bằng thì mua không nổi trong đây. LV quý vị. Giờ quý vị biết là lý do tại sao mà rất là ít khi mà bằng đi xuống khu này vậy đó. Bởi vì dưới đây bán đồ mắc lắm quý vị. Casual quý vị. Ở đây cửa hàng nào cũng có vệ sĩ, nhìn thấy ghê đúng không luôn. Mình vô mua đồ mà đứng ở nhìn mình. Nên là bình thường thì bạn không có xuống đây. Chỉ có xuống đây những cái mùa lễ hội thôi. Ở đây họ trang trí đẹp hơn những khu khác quý vị. Ở đây là cái cây thông này bằng hộp của LV hả? Wow. Đây là cây thông hiệu làm vườn. Đó, cây thông hiệu làm vườn. Bạn thấy chưa? Ở con ngay chỗ xe ngựa em. Đây là ở bên chỗ xe ngựa rồi, mình phải vòng lại chỗ xe ngựa. Vòng lại ha. Cái lâu đài luôn.
này mới đẹp nè. Nhìn đẹp ha. Đi xuống dưới, làm không? Đi xuống dưới. Đứng. Đứng đây coi trước đã. Ủa còn mặt trước nữa em. Hình như mặt trước là cái xe ngựa đó. Cho hồi cho qua đó đi xe ngựa. Xe lửa chạy kìa. Đi qua đó hả? Ok. Thang máy hình như đổ đây nè. Thang máy đó kìa. Cái gì kìa? Ông thấy gì kìa? Cái đó gì vậy? Kìa kìa, cái kia kìa. Ừ, nó không thấy, ừ, nó không thấy. Cái đó kìa, cái đó kìa. Thấy không? Ủa bữa nay nó đổi thành thu hết em ơi. À, chắc vô chụp giống nhà Noel. Cho ăn xuống cưỡi ngựa nha. Ăn thích chơi này lắm quý vị. Thì có ông già Noel ngồi trong đó kìa. Yeah, bây giờ mình đi xuống dưới. Rồi. Anh cho mặt trên đây nha. Em vô với AJ nha. Sẽ đi quay cho quý vị coi nha. Cái Ray nó thích chơi cái này lắm. Trời, bữa nay toàn mấy con hưu không à. Toàn mấy con hưu không à. Đây là lối ra của cái lâu đài tuyết quý vị. Ở trong đó có ông già Noel ngồi trống kìa. Quý vị thấy có ông già Noel không? Đẹp quá. Quá quý vị. Nhìn thấy có không khí Noel liền ha. Cái này họ làm giống như là giấy. Cái này giống như giấy mà xé vụn ra. Nhìn giống như tuyết nhưng mà không phải tuyết, cái này giấy. Trời đẹp luôn. Mấy cái mô hình trong đó nó cử động được đó quý vị. À, xe lửa. À, cái giống như cái đồ mà kéo lên á, cái cần cẩu. Dạ. Yeah. Quay gần hơn cho quý vị coi nha.